Các bác, đây là cái hộp đồng hồ của một bác Tuấn ở Đắk Lắk này. Gửi cho em hai chiếc, hai chiếc đồng hồ của bác, hai chiếc, một chiếc Senco, chiếc Fuji. Đó, thì trong thư bác gửi cho em như sau: nhờ anh lau dầu này và chống nước dùm em. Đó. À, thì con này, hai con này vẫn chạy bình thường, gỗ cái chạy thì bay đó, vỗ cái nó chạy này. Nhưng dù sao em vẫn phải kiểm tra qua. Bạn nào cần thì liên hệ với em số Zalo nhé, 0977 362 814 nhé. Sao em vẫn phải tháo ra để kiểm tra qua cái đồng hồ này. Các bác ấy, chốt này các bác em sẽ để luôn vào đây. Đó. Các bác này khá là đẹp đấy nhá. Rồi vết xước này nhé, này này, vết xước này chắc là do bác ấy hoặc là thợ tháo ra rồi. Đây, máy rất là đấy, máy còn rất là đẹp. Máy còn đẹp lắm này. Nhưng mà con này là em nhìn thấy rất là lạ, cái đồng hồ này tóc là tóc 4 thang này. Em đang nghi con này, em đang nghi con này nhá. À, đang nghi như này, nhưng mà bác bảo là vẫn chạy bình thường thì thôi kệ bác ấy, đúng không? À, cái răng này xẹp rồi, cái răng này xẹp, răng đáy xẹp rồi. Em kiểm tra tự động xem có lên không. À, em thấy là tự động vẫn lên bình thường. Bây giờ em sẽ lên cót tay. Đó, cót tay. Rồi, ok. Đó. Em cứ lắp vào theo dõi qua một ngày một đêm đây các bạn. Đó, cái này qua một ngày một đêm đó. Em lại rút ra. Chỉnh giờ cho nó nhảy đúng ra. Đó. Bây giờ đang là 10 giờ 7 phút, mình sẽ theo dõi qua một ngày một đêm thì mới biết được, đúng không ạ? 27, hôm nay là 25. Đó, đóng đúng vào, bơm lịch vẫn chuẩn các bác nhé, vẫn ok nhé. Đó, lịch vẫn ok nhé, bơm lịch vẫn ngon lành. Rồi anh kiểm tra con thứ hai của bác ấy em đúng không, chứ tại vì em bị dính nhiều người rồi. À, cứ bảo bình thường nhưng mà có chạy bình thường đâu. Thì em kiểm tra qua thì trục trặc này trục trặc kia mệt lắm các bác. Đó. Tại vì nhiều lúc nó phát sinh bệnh ấy. Cái chốt này của bác không phải chốt xịn đâu nhá các bác nhá. Đây này, em chia sẻ với các bác này. Cái chốt này bác ấy thay đâu, cái chốt rẻ tiền, chốt mạ này. Chốt mạ này nó có vết trẻ đây này. Đây này các bác nhìn thấy không? À, chốt trẻ đây này, à, cái chốt trẻ này giật mạnh cái này là nó bị toát này. Đó, và chốt mạ này dùng nước này nó sẽ bị dỉ ra. À, bác nhìn thấy cái chốt này của em này, nó không có, nó tròn đều này, nó không có vết vết, nó không có cái vết nứt gì cả. À, nên là giật thoải mái không bao giờ hỏng. Đó, đấy, sẽ thay cho bác cái chốt khác nhá, cái thay miễn phí cho bác thôi, kỷ niệm bác ấy. Đấy, cái đồng hồ này mà hay cho dẹt tiền vào ấy là nó sẽ dỉ một thời gian, nó sẽ đứt khó. Ây da, con đồng hồ này khá là khó tháo vì nó khá là chắc xung quanh các bác nhá. Chắc chắn em phải dùng vam của vam chế của em tháo rồi. Đấy, sau khi em dùng vam chế của em tháo rồi thì vặn ra được rồi, vặn nhẹ tay cái này ra, thấy không? Các bác nhìn thấy xung quanh này chưa có vết xước này đâu nhá. Đấy, em tháo không hề có vết xước ở đâu nhé. Ừ, con này con máy Senco. Cái răng này cũng xẹp rồi này. Cái tự động này còn khá là ok. Rồi.
tự động khá ok các bác ạ. Rồi em sẽ lên gót tay xem để kiểm tra xem. Đó, con tay là chạy rồi. Ok. Vậy thì hai con này đúng như bác ấy nói là vẫn chạy bình thường. Nhưng mà em đang kiểm tra cái tự động của cân đồng hồ này rất là yếu các bác nhé. Tại sao em lại yếu? Rồi, em kiểm tra qua thì em thấy cái đồng hồ này có một cái đặc điểm như này. Đây. Em nói là em làm luôn tại vì là em nhìn em đánh giá qua. Đây là cái bút dạ các bác nhé. Em đánh dấu vào cái bánh nhám này. Đó. Lấy cái đầu bút này vậy. Đầu bút nào chấm vậy. Đó. Và cái chấm luôn vào cái bánh bánh cót này. Đó. Chấm luôn nhỉ. Em sẽ quay các bác nhìn nhé. Đây con nó hơi yếu này. Yếu. Nó không 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 được khỏe. Đó. Nó có lên nhưng mà yếu. Đó. Đó. Có lên nhưng mà hơi yếu. Rồi em sẽ cố gắng khắc phục cái này cho các bác ấy. Và cái vòng bi này của nó này, vòng bi này hơi bị yếu này. Đó, vòng bi hơi bị dơ này. Dơ thì đó các bác thấy không? Đó, đang bị dơ đấy. Đó. Rồi ok. Đấy đã. Vậy thì bác này bác gửi cho em hai con thì đều đang chạy bình thường. Bác chỉ yêu cầu lau dầu chống nước hai con này. Em sẽ làm cho hai bác hai con này trước khi em tìm bệnh cho bác đã. Đó. À, bác nào cần thì liên hệ em số Zalo nhé, 0977 362 814 nhé. Đó. Đó, chào các bác nhé.